ở đây á, thì các bạn có thể cắm tai nghe headphone hoặc là tai nghe kiểm âm vào. Còn ở đây nếu các bạn không dùng XLR thì các bạn dùng USB-C, các bạn nạp điện cho nó cũng được luôn. Đó. Thì như các bạn đã theo dõi cái kênh của mình á, cũng biết là mình hay sử dụng những cái sản phẩm của Mauno lắm. Đợt trước mình mới mấy cái microphone này lận, những cái mới mà nó ra liên tục đó mình cũng thèm lắm. Mà mình đã bán là những cái cũ kia rồi, và mình đây là cái dòng mới nhất mà mình mua, đó chính là USB XLR Postcard Dynamic Microphone dòng PD 200X. 200X này là cái dòng mà mình thấy Dynamic mà giá dưới 2 triệu rưỡi, thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái dòng này đó. À, trước đó mình cũng đã mở ra rồi, mình dùng rồi, thì bây giờ mình sẽ đóng hộp giả bộ mở lại cho các bạn xem vậy đó mà. Ok, thì ở phía sau đây là cái model là PD200X ha. Thì nó sử dụng cổng USB-C và cổng XLR luôn. XLR cho các bạn kết nối vô cái sau cạc luôn. Đó, nó tiện chỗ đó đó. Và đây là dòng Dynamic nha các bạn, không phải là condenser đâu. Dynamic thì dành cho những cái khu vực mà các bạn không phải là phòng thu âm. Để mà nó có thể thu được cái vị trí gần nhất, giống như là mình đang ngồi nói cho các bạn nghe. Thiết kế của cái sản phẩm này PD200X là một cái hình tròn ha, một cái mic hình tròn, và đây là một cái phần để mà gắn được cái am vào, gọi là stand adapter. Ở đây đó là nó có 2 in 1 nè các bạn, 2 in 1 digital knob nè, thì mic gain control và headphone volume. Headphone volume á, thì các bạn có thể gắn được vô bên cái tai nghe kiểm âm luôn. Ở đây sử dụng cổng USB-C hoặc là cổng XLR để mà các bạn kết nối, để mà chúng ta có thể sử dụng được cái mic này. Ở đây chúng ta sử dụng được headphone jack luôn ha, headphone jack và tai nghe kiểm âm. Ở đây là cái bút trong. Thôi sơ sơ như vậy đi ha, thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem mình nói bên trong cho nó dễ hơn. Thì cái tính năng của sản phẩm này là gì? Là dynamic casio nè, mid range and headphone volume control nè, tất cả metal body, built in waveform, power by Monolink đó. Ngoài ra cái sản phẩm này á, nó có đèn led nè, đủ RGB light ha, có thể kết nối với PC, smartphone hoặc là những cái sản phẩm game cầm tay đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong cái sản phẩm này nó có cái gì. Nói nhiều quá rồi. Đây, một cái hộp rất là dễ thương, giống như là đi mua Louis Vuitton vậy đó. Rồi, bên trong sẽ là cái gì đây? Giả bộ mở hộp ha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng User Manual is USB and XLR Postcard Dynamic Microphones. Chúng ta sẽ có một cái này gọi là gì, một cái con ốc đi ha. Đây là một cái con ốc gì đó, mình cũng chưa biết nó dùng để làm cái gì. Chúng ta sẽ có một cái cọng dây khá là xịn sò, và cọng dây này lát nữa mình nói sau. Rồi ở đây thì là một cái nhân vật chính của chúng ta đây các bạn, là mình sẽ bỏ cái hộp này đi ha. Hồi nãy mình nói là bây giờ mình sẽ diễn giải cho các bạn thêm chi tiết về cái sản phẩm này. Đây, kích thước nó là bằng một bàn tay của mình. Và nếu mà các bạn đã có cái am rồi đó, các bạn chỉ cần kết nối cái am gắn vào là xong. Chúng ta treo như thế này đó. Chúng ta treo như thế này và chúng ta đưa cái, đối với dòng Dynamic là các bạn phải đưa cái miệng của các bạn gần ở đây ha. Đó, thì nó mới thu rõ cái tiếng của các bạn. Ở đây á thì chúng ta có thể nghe được cái tiếng của chúng ta, hoặc là chúng ta tắt cái tiếng của chúng ta đi và chúng ta mở to nhỏ cái mức độ gain lên. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái đèn led, và đây sẽ cũng có một cái đèn led luôn. Rồi, ở phía sau này là cổng XLR, các bạn nào mà đã sử dụng thì các bạn cũng biết là cổng XLR này ha. Cổng XLR này có thể nó sẽ làm cho âm thanh của bạn tốt hơn, chuyên nghiệp hơn thông qua cái sau cạc. Đó. Rồi ở đây là LED light, thì bật thì nó sáng đổi màu ở cái đèn phía trước này nè. Rồi ở đây á, thì các bạn có thể cắm tai nghe headphone hoặc là tai nghe kiểm âm vào. Còn ở đây nếu các bạn không dùng XLR thì các bạn dùng USB-C, các bạn nạp điện cho nó cũng được luôn. Đó. Ở phía trước này có một cái mood nè, mình sẽ gỡ cái mood này ra. Và đây, cái nòng của chúng ta đây. Cái mood này làm gì các bạn? Cái mood này để khi mà các bạn nói nó sẽ pập pập, thì nó sẽ giảm đi cái lượng pập pập đó ha. Nên là các bạn thường thấy là trong cái mic người ta luôn có những cái mood như thế này, người ta còn gắn một cái pop bên ngoài nữa kìa.
Đó, đây các bạn nhìn thấy chi tiết ha. Đó, bên trong thì nó sẽ có một cái chi tiết mà mình không có nhìn rõ bên trong đó là gì, mình cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên á, thì hôm bữa mình có thu thử á, thì nghe nó rất là ok ha. Và bây giờ mình sẽ mở cái tiếng mình đang thu cũng như là mình đã quay lúc mà mình gắn hoàn thiện vào cái sản phẩm này ở trên cái thiết bị cũng như là cái tay giữ cái cây này cho các bạn xem. Ở đây các bạn, mình nghĩ các bạn đừng tốn tiền quá, đầu tư cái này á tốn tiền lắm, nên là các bạn sử dụng những cái có sẵn ở trong nhà, ví dụ là những cái kẹp hay cái nẹp gì đó các bạn gắn vô, các bạn chế lại các bạn gắn vô thôi. Đừng có mua thêm nữa ha. Chúng ta hạn chế đầu tư vô những cái công nghệ này quá nhiều, và chúng ta cần tập trung vào chất lượng nội dung của chúng ta nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lên vào một cái phiên bản hoàn thiện và mình sẽ test thử giọng cho các bạn xem so với giọng hiện tại đang review, thì cái giọng mà mình đã thu qua cái này thì nó có sự khác biệt nào không nha. Rồi chờ đón nha. Ok các bạn, thì các bạn đang được nghe cái tiếng mà mình thu âm qua cái con PD200X này. Thì mình sẽ ví dụ bằng chính cái âm thanh mà cái con PD này đang thu, và mình sẽ nói về cái phần cài đặt ứng dụng ở trên MacBook. Thì các bạn có thể lên cái trang web này và các bạn tải xuống cái phần mềm tương thích với từng cái thiết bị của các bạn. Ví dụ mình đang xài MacBook thì mình tải phiên bản cài đặt dành cho MacBook, và sau khi tải xong thì các bạn mở ra, nó sẽ nhận luôn thiết bị nếu các bạn cắm thiết bị vào. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào mà bên trong thì nó sẽ hiện ra những cái thông số cơ bản của cái ứng dụng mà các bạn có thể set up trực tiếp ở trên cái ứng dụng này luôn, mà không cần phải sử dụng tới những cái nút bấm ở trên cái con PD200X này. Nó sẽ có hai cái tính năng, một cái tính năng là cơ bản và một cái tính năng là nâng cao. Như các bạn cũng đã thấy, mình đang chỉnh train ở mức 50%, cái headphone của mình tai nghe kiểm âm nó đang ở mức 82%, và cái tone của mình là original ha. Màu thì mình đang là bật chế độ on thì nó đang tự động nhảy màu, và nếu các bạn muốn chuyên sâu hơn thì các bạn có chuyển qua nâng cao để các bạn tùy chỉnh theo những cái EQ này nè, cái đường line plus ha, rồi limiter, những dành cho những cái bạn nào rành về cái thiết bị âm thanh thì các bạn có thể tùy chỉnh, còn không thì standard là ok rồi. Và đây là cái mà mình đang thu trực tiếp qua cái thiết bị là PD200X. Bây giờ mình sẽ chuyển cái phần mà thu này á, sang cái thu trực tiếp bằng mình sẽ chuyển sang thu bằng cái mic ở trên laptop để cho các bạn xem đâu là sự khác biệt ha. Ghi hình bằng cái MacBook Pro microphone, như các bạn thấy là bus in của mình đang là microphone của MacBook. Hồi nãy á, là mình có gắn cái PD vô để mà thu qua cái PD cho các bạn xem cái giọng nó bên bên đó nó như thế nào. Và cái giọng này là cái giọng đã rút ra rồi nè, các bạn thấy không? Please connect a mono product via USB. Ok, thì các bạn thấy là mình đã rút ra rồi ha, và cái đây là cái giọng mình đã thu qua bên microphone của MacBook. Và mình nghĩ là đây là sẽ có sự khác biệt nào đó mà các bạn cần phải nghe kỹ các bạn mới nhận ra. Thực ra thì mình nghe là mình nhận ra rồi, giữa cái việc có mic và cái việc không mic nghe nó cũng đơn giản đúng không các bạn? Nhưng mà ở đây mình cũng muốn các bạn công tâm mà nói á, thì chúng ta sẽ có tự có cái nhìn, tự trải nghiệm và tự đánh giá trước khi mà chúng ta quyết định mua một cái sản phẩm nào đó. Và hy vọng là cái video này nó sẽ hữu ích cho những bạn thực sự cần một chiếc mic để thu âm làm podcast. Và lưu ý đây là mic dynamic, các bạn lưu ý giúp mình là đây là mic dynamic. Còn về dynamic hay condenser là gì thì mình nghĩ các bạn khi mà tìm hiểu về sản phẩm podcast, làm podcast hay là thu hình thu thanh gì đó các bạn cũng đã tìm hiểu rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.